Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Chân Trí. Tin đồn số 45: kem chống nắng giúp phòng ung thư da. Tuy còn nhiều tranh cãi, nhưng kem chống nắng vẫn giúp bảo vệ làn da của chúng ta dưới trời nắng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kem chống nắng có thể phản xạ hoặc hấp thụ tia UV có hại. Tuy nhiên, tác động chính của việc sử dụng kem chống nắng làm giảm nguy cơ ung thư da vẫn chưa rõ ràng. Sử dụng kem chống nắng khi đi bộ, làm vườn, thể thao hoặc các hoạt động hàng ngày khác có thể làm giảm nguy cơ cháy nắng. Tuy nhiên, sử dụng kem chống nắng để phơi nắng cố ý, ví dụ tắm nắng, đã bị nhiều người lạm dụng, thậm chí điều này lại có nhiều khả năng gây cháy nắng. Bởi vì kem chống nắng nên được sử dụng cùng với quần áo và ở trong bóng râm để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Và bạn nên nhớ, không bao giờ sử dụng kem chống nắng để phơi da lâu dưới ánh mặt trời. SPF, viết tắt của Sun Protection Factor, chỉ số chống nắng, là thước đo khả năng của một kem chống nắng trong việc ngăn chặn tia cực tím UVB gây tổn hại da. Về mặt lý thuyết, chỉ số SPF cho biết thời gian bạn có thể được bảo vệ dưới ánh nắng mà không bị cháy nắng. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng kem chống nắng SPF 15 sẽ bảo vệ da đầy đủ khi được sử dụng một cách thích hợp. Tại Anh, kem chống nắng phải có chỉ số tối thiểu là SPF 15 theo khuyến cáo của Viện Quốc gia về sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Kem chống nắng SPF 15 ngăn cản 93% tia UVB, còn kem chống nắng SPF 30 ngăn cản 96%. Xin nói thêm, SPF là chỉ số biểu thị tỷ số giữa thời gian ảnh hưởng lên da của UVB khi có và không có sử dụng kem chống nắng. Chỉ số SPF càng cao, càng bảo vệ da tốt hơn, nhưng còn cần phải xài đúng cách nữa. Lượng SPF được đo dựa trên giả định rằng những người sử dụng 2mg trên cm vuông kem chống nắng trên cơ thể của họ, nhưng trong thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người thường không sử dụng đủ. Một nghiên cứu cho thấy rằng đa số mọi người chỉ dùng 0,5 đến 1mg trên cm vuông. Kem chống nắng chỉ có tác dụng nếu bạn sử dụng đủ. Nó nên được sử dụng dày vừa phải và trải đều để có hiệu quả. Để sử dụng kem chống nắng hiệu quả cần lưu ý: hãy chắc chắn rằng bạn thoa đủ kem chống nắng. Mọi người thường sử dụng ít hơn nhiều so với yêu cầu. Khi có nguy cơ cháy nắng cao, hãy đảm bảo rằng tất cả da bị phơi nhiễm đều được che phủ hoàn toàn bằng kem chống nắng. Theo hướng dẫn cho người lớn, điều này có nghĩa là bạn cần dùng khoảng 2 muỗng cà phê kem chống nắng nếu chỉ bôi kem dùng đầu, cánh tay, cổ và khoảng 2 muỗng canh rưỡi nếu bạn dùng để phủ lên toàn bộ cơ thể, ví dụ như khi mặc trang phục bơi. Thoa kem chống nắng thường xuyên bằng các sản phẩm dùng hàng ngày và chống nước. Một số sản phẩm thiết kế để bám dính tốt hơn so với những sản phẩm khác, nhưng hãy cẩn thận khi đổ mồ hôi hoặc rửa bằng nước. Lúc đó bạn nên thoa lại kem sau khi lau khô, khi đổ nhiều mồ hôi hoặc tắm rửa. Sử dụng kem chống nắng cùng với quần áo và làm việc dưới bóng râm để tránh bị cháy nắng. Không bảo quản kem chống nắng ở nơi quá nóng, vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng khả năng bảo vệ của chúng. Đừng quên kiểm tra hạn sử dụng trên lọ kem chống nắng của bạn trước khi sử dụng. Hầu hết các kem chống nắng có thời hạn sử dụng 2-3 năm, được hiển thị trên lọ hoặc nhãn. Nói tóm lại, kem chống nắng có thể bảo vệ cơ thể khỏi cháy nắng và nguy cơ bệnh tật từ ánh nắng mặt trời. Tuy vậy, cần sử dụng đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất. Sự thật, kem chống nắng có thể giúp ngừa ung thư da, nhưng phải biết sử dụng đúng cách. Bác sĩ Nguyễn Sĩ Cam, Tiến sĩ Nguyễn Nữ Phương Thảo. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, Ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.